Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt Online. Thưa quý vị, người vô thần hoặc không có đức tin về tôn giáo phải chịu sự kỳ thị hoặc ngược đãi trên khắp thế giới. Riêng ít nhất ở 7 quốc gia, họ có thể bị xử tử. Nghiên cứu của Tổ chức Nhân đạo Quốc tế ISEU cho thấy, người không có tín ngưỡng ở các nước Hồi giáo gặp phải sự đối xử tàn tệ của chính quyền lẫn tín đồ của chính giáo. Một trong một số nước ở Âu Châu, kể cả Hoa Kỳ, có chính sách ưu đãi đối với tôn giáo, trong khi người vô thần bị xem như người ngoài cuộc. 7 trong số 60 quốc gia được thăm dò cho thấy, người bày tỏ quan điểm vô thần hoặc từ bỏ chính giáo có thể bị án tử hình như ở Afghanistan, Iran, Maldives, Mauritania, Pakistan, Saudi Arabia và Sudan. Tại Bangladesh, Ai Cập, Indonesia, Kuwait và Jordan, việc xuất bản quan điểm vô thần hoàn toàn bị cấm kỵ hoặc hạn chế gắt gao dựa theo điều luật phỉ báng tôn giáo. Ở Malaysia thì người công dân phải ghi danh là tín đồ của một số tôn giáo được công nhận. Các nước ở Âu Châu, vùng Phi Châu, Hạ Sahara, Châu Mỹ Latin và Bắc Mỹ thì lại dành quyền cho các giáo hội về giáo dục cùng các dịch vụ công cộng khác. Riêng tại Hoa Kỳ thì điều khoản hiến pháp của ít nhất 7 tiểu bang cấm người vô thần không được làm công chức. Riêng Arkansas có luật cấm người vô thần không được làm nhân chứng trong một phiên xử án. Tình hình chính trị Ý tại trở thành một mối đe dọa ám ảnh cho toàn thể Âu Châu sau khi Thủ tướng Mario Monti tuyên bố dự định rút lui vào cuối tháng này vì không còn được sự hỗ trợ của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi và Đảng Nhân dân Tự do. Trên thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư Âu Châu hôm thứ Hai bán tháo các cổ phiếu và công trái. Chính phủ của Thủ tướng Monti đã tái tạo ổn định tài chính cho Ý và các nước trong khu vực đồng euro, cũng như niềm tin cậy nơi các nhà đầu tư bằng chính sách cam kết giảm vay nợ của chính quyền, đồng thời với việc tiến hành cải cách chính trị và kinh tế. Nhưng tuần trước, thì cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi cho biết sẽ tranh cử vào nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử sắp tới. Mặc dù chưa chắc ông đã có triển vọng thắng cử, nhưng việc làm này đã làm tan rã liên minh các chính đảng ủng hộ Thủ tướng Monti, vốn là một chuyên gia về kinh tế tài chính hơn là một chính trị gia. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới nhất khẳng định tia cực tím từ các loại đèn UV dùng trong các tiệm nail không tạo nguy cơ ung thư da cho khách hàng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu 3 loại đèn UV thường dùng ở tiệm nail. Họ đo hiệu ứng gây ung thư của ánh sáng và tính toán liều lượng UV mà mỗi khách hàng tiếp nhận trong 10 phút làm khô móng tay hoặc móng chân. Nghiên cứu cho thấy khoảng 13.000 đến 40.000 lần làm khô móng ở tiệm nail và kết luận là đèn UV ở tiệm nail không gia tăng nguy cơ phát triển ung thư da. Trong một nghiên cứu khác do một phòng lab được kỹ nghệ ngành nail thuê để thử nghiệm nhiều loại đèn UV ở các tiệm nail và đi đến kết luận là mức UV của các đèn được xem là thấp và an toàn. Cũng liên quan đến phần tin Hoa Kỳ, thì Bệnh viện Cedars Sinai Medical Center ở Los Angeles hôm thứ Sáu loan báo, một bác sĩ giải phẫu tim của bệnh viện này đã vô tình gây nhiễm trùng cho 5 bệnh nhân trong khi thực hiện cuộc thay van tim hồi đầu năm nay. Nguyên nhân là vì bác sĩ phẫu thuật này đang bị viêm da ở bàn tay và găng thường mang để giải phẫu có những đường rách nhỏ li ti khiến gây truyền nhiễm vào tim của bệnh nhân. Giới chức bệnh viện cho biết 4 bệnh nhân phải được mổ lần thứ hai và sức khỏe của họ đang phục hồi dần dần. Vụ lây nhiễm dẫn đến cuộc điều tra của bệnh viện lẫn văn phòng y tế của Los Angeles County lẫn tiểu bang California. Giới chức bệnh viện gọi đây là một biến cố hết sức hiếm hoi. Họ giải thích rằng tiến trình thay van tim đòi hỏi bác sĩ phải thực hiện hơn 100 đường khâu và buộc chỉ buộc khiến găng bị chịu sức ép nhiều hơn. Nhiễm trùng trong lúc săn sóc y tế là vấn đề khá phổ thông ở Mỹ. Mỗi năm có 99.000 người chết do nhiễm trùng ở trên toàn quốc và 12.000 người ở riêng tiểu bang California. Cuối cùng là tin, còn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng nhiều người dân ở Việt Nam đã trộn rộn mua bán tiền mới mang số đẹp để lì xì. Dịch vụ này thịnh hành vài năm trở lại đây, vì càng ngày càng có nhiều đại gia săn lùng tiền mới có dãy số cuối cùng là 6 con số 8 hoặc 6 con số 6. Những người này tin rằng đó là những con số mang ý nghĩa của sự may mắn.
Người châu Á rất thích những tờ giấy bạc mang những con số 8 vì tin rằng đó là những con số mang đến sự may mắn cho họ. Trong vài năm gần đây thì đồng đô la mới mệnh giá 2 đô la của Hoa Kỳ được săn đón ráo riết từ đầu năm dương lịch. Theo báo Thanh Niên thì năm rồi một số ngân hàng thương mại ở Việt Nam cũng tung ra thị trường giấy bạc 2 đồng và thu lệ phí khoảng 20 cent mỗi tờ. Một số dân chơi còn cho biết tờ giấy 2 đô la số đẹp năm nào cũng hút hàng, cho nên phải đặt cọc trước mới có thể mua được. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.